Sắp đến tuần lễ kháng sinh rồi ha. Mẹ ơi, bé Sinh cứ ho và hắt xì suốt đó mẹ. Bé Sinh bị cảm rồi, chắc là để mẹ đi mua thuốc cho em uống. Hay cô cho bé uống thuốc kháng sinh cho mau khỏi. Có đúng vậy không bác? Cả nhà đừng quá lo lắng. Theo triệu chứng của bé Sinh, nguyên nhân khiến bé sốt là do virus cảm. Trong khi đó, kháng sinh lại không có tác dụng trị bệnh do virus gây ra. Khi bị cảm, hãy nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Sau thì mới sử dụng các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, không bao gồm kháng sinh, cả nhà nhé. Thế sao lần trước bố bị sốt, mẹ lại mua kháng sinh cho bố uống chứ? Lần đó bác sĩ cho bố kháng sinh, làm gì bố bị sốt do viêm phổi, chứ không phải do cảm lạnh. Ai ơi nhớ lấy điều này, kháng sinh chỉ uống khi thầy kê đơn. Thuốc kháng sinh là một phát hiện vĩ đại của nhân loại, chữa được nhiều bệnh viêm, nhiễm khuẩn. Nhưng kháng sinh không trị được tất cả các bệnh. Vì sử dụng kháng sinh bừa bãi có thể gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm với người bệnh, dẫn đến tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng. Vậy gia đình sẽ hạn chế uống thuốc kháng sinh phải không bác sĩ? Không phải nha. Khi bác sĩ kê đơn kháng sinh theo liều lượng, dù thấy đỡ bệnh rồi, nhưng chúng ta vẫn phải uống đúng liều đã kê, để kháng sinh tiêu diệt hết vi khuẩn gây hại mà không làm thuốc mất tác dụng. Con ơi, phải nhớ một điều, kháng sinh phải uống đúng liều nghe không? Khi có người bị bệnh, cả nhà cứ miêu tả triệu chứng với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người uống thuốc hoặc đi gặp bác sĩ. À, vậy khi bị bệnh, phải nghe lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ. Hãy sử dụng kháng sinh, đúng bệnh, đúng liều, đúng chỉ dẫn cả nhà nha. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi phải về dặn dò nhà tôi mới được.